Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu. Trong nghiệp một kiếp có tiền cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng. Nguyện tỏ Như Lai ngày nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Tinh Đà La Ni, quyển 4, phẩm 3, Ma Vương quy phục tiếp theo. Lúc bấy giờ, Ma Vương thấy tất cả ma chúng sở hữu ấy đều cùng quyến thuộc quy y Đức Như Lai. Ma Vương càng thêm sân giận hơn trước, kinh sợ mê loạn, có tiếng buồn khóc nói kệ như vậy: Ta mất thắng uy đức, không có ai đỡ đần, sao môn thần thông thắng, đọc cõi ma ta rồi, phải cố tìm phương tiện, nghĩ việc làm sau này, chặt đứt rễ hoa sen. Khi các phương chúng tan, rễ hoa sen đã đoạn, khiến đại chúng mê loạn. Nếu chúng đã mê loạn, thì sức ta thỏa nguyện. Khi Ma Vương nói kệ đó xong, những điều suy nghĩ giống như gió bão từ trên không hạ xuống, để con đường có hiện hoa sen kia. Tiến tới trước, muốn nhổ bật hoa sen lên, do Phật lực nên nó chẳng thể nào chạm đến hoa, huống gì là nhổ lên được. Lại chẳng thể nhổ lên mà lại muốn tóm lấy cánh hoa sen, gây tổn hại đài hoa, nhưng chẳng thể tổn hại được. Ma liền muốn cất tay từ xa, đánh vào hoa đó. Lúc này Ma Vương thấy hoa sen đó như chớp, như bóng, thì ở trước mắt nhưng chẳng thể làm tổn hại. Ma Vương đã dùng hết tường lực của mình với đủ mọi hành động đối với hoa sen kia, nhưng rốt cuộc chẳng thể tổn hại được, mà lại muốn kinh động tất cả đại chúng. Liền phát ra tiếng to lớn đáng sợ, nhưng rồi tiếng cũng chẳng phát ra được, mà lại hiện uy mãnh. Dùng thế lực lớn tập trung vào hai tay, vỗ xuống đại địa, khiến cho mặt đất chấn động. Khi đó đại địa giống như hư không, thậm chí chẳng thể dùng tay sờ chạm, làm sao có thể khiến cho lay động. Mà Vương thấy đại địa này chẳng thể chạm được, lại sinh ý niệm, chúng sinh hôm nay có trong đại hội này, ta sẽ đánh họ, khiến cho lòng họ rối loạn. Khi khởi lên ý niệm đó thì mai chẳng còn thấy có một chúng sinh nào có thể để có thể được, có thể chạm, huống gì là có thể giá hại bức bách. Nhờ thần lực của Đức Phật nên có tướng như vậy. Lúc đó Ma Vương càng trở nên ưu não, toàn thân lắc lư, lay động như cây gặp gió lớn, phát ra tiếng gào khóc bi hận, rơi nước mắt, quan sát khắp bốn phương nói kệ: Sa môn dùng huyễn lực giúp lấy cái thế gian. Ta nay lòng u tối, trong giây lát mê loạn. Cảnh giới lực công đức mà ta đã có được, Sa môn dùng huyễn lực xâm đoạt hết tất cả. Ta từ nay bỏ mặc, phải mau trở về cung. Nếu chẳng đi, thậm chí tòa mạng chẳng kịp nữa. Lúc bấy giờ Ma Vương rất muốn trở về cung, tuy sinh ý niệm đó, nhưng lại chẳng thể đi. Ma Vương càng thêm kinh sợ, khóc lóc được khởi ý niệm này. Ta nay đối với thần thông này đã hết vì sức tự tại của ông Cù Đàm vậy. Không lẽ là ở trước kẻ oán gia đó khiến cho ta tận mạng sao? Mà lại khởi ý niệm này, ta nay có thể lén ra ngoài cõi Phật Ta Bà này. Ta thà chết ngoài đó, chứ không muốn ở trong cõi Phật, trong Phật này. Có một chúng sinh thấy ta chết. Khi khởi lên ý niệm đó thì mai chẳng thể rời khỏi một phương hướng nào. Làm sao có thể lén đi? Mà tức thời tôi thấy bị năm trói buộc. Càng trở nên kinh sợ, nóng giận, cất cao tiếng buồn khóc để nói lên lời này: Hỡi các con yêu và các thân thuộc, là chẳng thể thấy nhau rồi. Bây giờ có ma tên là Trí Thanh, tự biến thân làm hình dáng vua chuyển luân, hướng về Ma Vương nói kệ như vậy: Ý ông sao lo lắng, sinh bi não gào than, bậc thế gian tối thượng, Như Lai là trên cùng, Phật là vô sở ý, phải mau cầu nương về, cứu hộ các thế gian, như đèn soi các nẻo. Kẻ quý y nhờ cậy, rốt cùng thoát ba khổ, Như Lai nếu thân cận sẽ được vui niết bàn. Ma Vương nghe liền khởi lên ý niệm như vậy: Nếu ta theo lời nói của Trí Thanh đó đối với Sa Môn Cù Đàm phải quy y, thì những ràng buộc của ta sẽ được giải thoát. Lúc đó Ma Vương mới hướng về Đức Phật với mình chắp tay nói: Nam mô Đấng Trượng Phu vô thượng, trong loài người Đức Phật có thể giải thoát về bệnh chết, con nay xin quy y. Khi đó Ma Vương đọc kệ: Trói buộc này hiểm đáng sợ lắm, con cầu thiền tệ mong quy y, về nước Như Lai được giải thoát, nên mới luôn về chúng đệ nhất. Con do si mù giận chánh giác đã tạo tội lỗi đến cực cùng, nay y lời Phật con sám hối, trước mắt tôn Phật làm chứng minh. Lúc bấy giờ Ma Vương theo lời của thiện trượng phu Trí Thanh ở trước Đức Phật với y Đức Thế Tôn, ngay tức thời Ma Vương tự thấy thân mình được cởi trói,
đã được giải thoát, Ma Vương lại tự nghĩ muốn trở về chỗ ma trụ ở cung, liền tự thấy thân lại bị năm trói buộc phải ở lại trong chỗ này, không thể đi về chùa của mình. Ma Vương tức thời lại quy y Đức Như Lai. Khi phát sinh ý niệm này, Ma Vương liền ở bên Đức Phật, lại được giải thoát. Ma Vương hề khởi ý niệm muốn đi thì liền thấy bị trói buộc. Ma Vương phát sinh ý niệm trụ lại thì liền thấy giải thoát. Cứ như vậy cho đến 7 lần trói buộc giải thoát. Ma Vương tự biết không thể làm gì được, liền ở bên Đức Phật, mặc nhiên an tọa. Phần 4 đại tập. Bốn vị đại thanh văn kia vào đại thành dưới sát cất thực, gặp các đồng tử ma nắm tay các thanh văn, cùng đi lên đường lớn. Chúng mời bốn vị sa môn ca múa phi pháp, các vị đại thanh văn nhân trong tiếng ca, đã vì chúng nói đạo cú tương ứng với Niết Bàn. Bây giờ ở trong khoảng một sát na, đại địa chấn động. Như vậy, có vô lượng trăm ngàn trời rồng, già xoa cả tất và Atula, Kalola, Khandala, và Hồ La già từ trước đã ở trong lời Phật dạy, được niềm tin thanh tịnh, mắt nói lệ nói kệ. Đạo sư tối thượng đời hiện tại, ở trong thánh giáo nội ác quái, nhục thân văn kia khiến đời đấy, làm sao chúng sinh có niềm tin? Bây giờ có vô lượng trăm ngàn cô chi na cha tha trời rồng, già xoa la sát, mặt mày đẫm lệ kéo nhau đến chỗ Đức Phật, đến rồi. Ở trước Đức Phật nói kệ như vậy. Thánh giáo hiện tại đây, hôm nay phải khéo khoáng, cả trí chớ buông bỏ vì họ chánh pháp này. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ. Ta nay tự đến chỗ ma ấy, khiến chúng ma quân đều hàng phục, phải làm đạo sư mọi cõi thế, dạy cho hướng về thành Niết Bàn. Khi tất cả đại chúng, các miệng đồng âm nói lên như vậy. Kính thưa Thế Tôn, chớ đi, chớ có đi. Đức Thế Tôn trước đã nói, chư Phật là chẳng thể Niết Bàn. Cảnh giới chư Phật là chẳng thể nghĩ bàn, cảnh giới ma chẳng thể nghĩ bàn, cảnh giới rồng chẳng thể nghĩ bàn, nghiệp và cảnh giới nghiệp là chẳng thể nghĩ bàn. Như vậy trong tất cả các cảnh giới, chứa các cảnh giới của Phật là tối thắng, không gì có thể bị kịp. Nguyện xin được Thế Tôn chớ đứng lên khỏi chỗ ngồi này, khiến cho vô lượng câu chi na cho tha các chúng ma quân tự nhiên hàng phục, lại còn có thể khai thị vô lượng trăm ngàn na cho tha các pháp ấm giới làm khô kiệt biển phiền não, hoại tan các lưới tà kiến, có thể khiến cho vô lượng đã cho tha chúng sinh và biển trí tuệ. Thưa Thế Tôn, ngày hôm nay chẳng phải là lúc ra đi. Đức Phật nói, chúng sinh có được trong tất cả cõi chúng sinh, mà tất cả chúng sinh đó đều biến là ma hết, cho đến cả đại địa đều thành vết tròn hết, rồi mỗi một vết tròn là biến là ma. Lực của tất cả ma đó muốn đến hại ta thì chẳng thể động đến một sợi lông của ta, làm sao có thể làm tổn hại một phần thân thể này của ta. Ta ngồi ở tòa này cũng có thể thắng vô lượng câu chi na do tha ma, là còn có thể điều phục chúng. Chỉ với quyến thuộc của ma có thể điều phục. Tuy nhiên ta nay sẽ đi đến, vì sao? Vì ma này dùng sức thần thông ở thành phương xá để biến đủ các thứ đồ hiếm sức cúng dường ta, thương xót chúng. Đến nay ta thọ lấy, khiến cho lòng ma đó có thể phát khởi sự vui mừng đệ nhất hiếm có và sinh ra niềm tin thanh tịnh, sẽ gieo hạt giống căn lành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Đức Thế Tôn nói lời đó xong, muốn đứng dậy, vị trời hộ trì rừng trúc tên là Đoan Chánh đi đến chỗ Đức Phật, rên lệ ràng rụa nói kệ. Thưa Đức Phật, hôm nay chẳng phải lúc vào thành. Thành này rất rộng lớn, ma chúng đều đầy tràn. Mỗi một ma như vậy, ma ác nặng trong lòng, được cùng ức ngàn chúng, muốn vây quanh Thế Tôn. Lửa sơn đều được cháy, ý độc chuyển đoạn loạn cuồng, nắm giữ binh khí nhọn, tranh nhau hại Thế Tôn. Nguyện xin Thích Sư Tử, cẩn thận cho nên sang, hoặc sẽ bị mất mạng, chúng con mất chỗ nương. Đức Thế Tôn nghe xong, mặc nhiên chẳng đáp, liền đứng lên khỏi pháp tòa. Các vị trời hộ Dạ Lam tên là Trì Tuệ đảnh lễ dưới chân Đức Phật nói kệ. Ác ma đại tướng có trăm ngàn, mạnh mẽ cầm binh khí tên rồng, tuần mang ác tâm đứng chờ Phật. Tôi đấng mau đi nơi chó sang. Đức Thế Tôn nghe rồi làng địa chẳng đáp, sắp rời khỏi Dạ Lam thì có vị trời coi về tuốt tên là Thành Tuệ đầu mặt lễ sát chân Phật nói kệ. Ô hay mất chánh giác, pháp môn sẽ bị hoại, thuyền pháp chốc lát đắm, đèn tuệ chợt tối đen.
Thế gian pháp bị giảm, và phiền não đầy tràn, ở trong các cõi giới, tự tại con không thiếu, pháp tối thượng hoại tan, sao có thể giữ gìn giữ? Quân ma kia rất đông, trụ ở trong pháp ác, dao gậy bén chúng cầm, lòng độc tranh hại vật. Thiền thể nghe lời con, vì lợi cho cõi thế, nguyện xin thập lực tiên, chớ bước vào thành đó. Đức Thế Tôn nghe rồi, mặc nhiên chẳng đáp, sắp rời khỏi già lam. Bên trong cửa lớn có một vị thọ thiên tên là Trì Thế, ở trước Đức Phật, cả buồn khóc lóc, đem thân gieo xuống đất hướng về Đức Phật làm lễ, nói kệ: nếu kệ ba cõi nên mất mắt, sở dục đầy ý sẽ hoại ta, trong không đau tên như rắn độc, do tìm hại Phật xin chó sang. Đức Thế Tôn nghe rồi, mặc nhiên chẳng đáp. Bây giờ trời giữ cửa lớn tên là Thủy Quang, có tiếng gào khóc là mặt sát đất, đã lệ dưới cho Đức Phật mà nói kệ: trong thành lừng danh Đại Phạm Chí, còn gậy Nguyệt Đao chờ Thế Tôn cùng hai vạn kẻ mang độc hại ở tại thành này xin chớ sang. Đức Thế Tôn nghe rồi lặng thinh chẳng đáp lại. Khi Phật sắp vào cửa thành Vương Xá, trời giữ cửa của thành đó tên là Đa Ma La, tọa diệp kiên cố. Ở trong hư không có tiếng gào khóc, chạy nhảy đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, nói kệ: đường này sư tử voi vây kín, khởi tâm kiên cường tránh hại vật, và tạo chướng ngại quấy tỳ kheo, xin cho đi, thương xót trời đồng, nhân đà la, bốn đường trong chúng, thế Phật dạy diệt sinh sầu khổ, cùng nhau vân tập chung một chỗ, sờ sờ trung rễ nói nhau. Như Lai đã đẩy lùi ma đó, ma nay biến làm mặt cực ác, sẽ đại pháp diệt nạn đời khỏi, nhật nguyệt bất chừng sẽ bị che, thế tướng ác hiện đều lắc đầu, là thấy thiện thể có thoái tướng, mặt trời mắt tan đuốc pháp diệt, dày xéo chánh giác càng nước pháp, giữa pháp thế gian đến lúc hoại, chúng ma ác đảng mạnh dần lên. Đức Thế Tôn nghe rồi lặng thinh chẳng đáp. Vì trời của thành đó can gián, cho Đức Phật chẳng quay về, đến buồn khóc rơi lệ, nói kệ: xem khắp thế gian mau đi tôn, tiên pháp tối thượng đi sẽ chết, chớ gần thành con mà chết oan, con bị ba cõi luôn hủy bán, nguyện nghe con nói đấng kiên cố, hôm nay chớ vào trong thành diệt, thương xót chúng sinh đợi chỗ này, vì thôi chúng sinh sinh khổ sợ, Như Lai phải nhớ bản thể nguyện, được đại bồ đề độ chúng sinh, cho lượng chúng sinh gì khổ đốt, thuốc tối thượng an ổn chúng sinh, vô lượng câu chi kiếp ở đời, với những phàm phu đắm trước dục, nói pháp khiến họ được niết bàn, tức vào tự tánh nghĩa không tướng. Bây giờ Đức Thế Tôn lặng thinh chẳng đáp, sắp vào cửa lớn, thì bị địa thiên cùng trời đại tự vị và với một vạn trời rồng đồng loại sọ thấp che mặt cùng đến chỗ Đức Phật, để chắp tay nói kệ: nhớ sư Phật Bồ Thí, cho máu hơn bốn bể, đầu sư như thiết phi, mắt như các sông Hằng, và đủ thứ diệu bảo, voi ngựa cùng vợ con, y thực phòng ngoại cụ, tùy bệnh cho thuốc thang, cúng dường đấng tối thượng, hồi chớ chẳng buông lung, tu tập nghe nhiều mệnh nhẫn, thường hiếu dưỡng mẹ cha, tu khổ hạnh khó hành, giải thoát khổ chúng sinh. Ngày xưa đã phát nguyện, thành Phật nói thượng đạo, cứu biển khổ cõi đời, nói pháp vì chúng sinh, khiến cạn kiệt biển khổ, cho vào thành chú ý, đặt ở bồ đề đạo đầy khắp cõi chúng sinh, người làm ác mất đạo, sám hối hủy giới văn, sở nguyện xưa tùy thuận, nói pháp vô lượng kiếp. Tấm bằng nước tám giới, khi qua sông phiền não, chúng sinh trong ba cõi lại không như Thế Tôn, mình đã được giải thoát, lại giải thoát thế gian, vẫn chuyển độ chúng sinh ở biển ba cõi này. Chỉ Phật được như vậy để nhất giác thế gian. Chỉ Phật thân cõi thế, pháp cam lộ, nguyện ban. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đã vào thành. Trong khoảnh khắc sát na, có vô lượng ức na gia tha trời rồng dạ xoa, tám bộ quỷ thần ở trong hư không, và mỗi đều rơi lệ nói kệ: con thế xưa thiền tệ, khi điều chúng bình an, nói pháp làm lợi ích, không như vậy não loạn, đại sư ra đời ác, đại giác tự nhiên thành, nói pháp vì não chướng, để thành thục thế gian.
Thường làm sư tử hống, ác ma nhiều vô lượng, muốn diệt pháp như vậy, Phật nay chớ vào thành. Có vị trời khác nói kệ, chư Phật chuyển pháp luân. Trụ một phương lợi lạc, lấy Phật đến mọi nơi, không khiến được gặp ác. Bây giờ là có vị rồi khác nói, đồng nói kệ. Lòng bi làm đạo sư, thường làm lợi chúng sinh, chớ một mình vào thành, con thấy như có hại. Lúc đó lại có vô lượng trăm ngàn câu di la yatha tha trời rồng giả sơ la sắc atula ma hầu la già mặt trầm đì nước mắt đi từ trong hư không hạ xuống trụ trước đức Phật với vô lượng thứ hình dạng khác lạ, hoặc mắt phải tóc, hoặc mang chuỗi ngọc cái một con hai, hoặc cầm lòng báu cờ phướng, mà hết thảy đều nghiêng ngả hoặc toàn thân giao xuống đất, hoặc nắm lấy chân đức Phật, hoặc gào lớn bi ai, hoặc đưa hai tay đấm ngực ảo não, hoặc ở dưới chân đức Phật buồn khóc lan lộn dưới đất, hoặc ở trước đức Phật chắp tay khen ngợi lễ bái, hoặc tung lên đủ thứ hoa đẹp tạp sắc, bột thơm hương xoa vòng hoa và cài tóc lụa là sô ma năm màu đồ nghiêm sức, hoặc tung lên giật thành y phục báu trân châu đồ nghiêm sức, hoặc tung lên những thứ ý thứ y phục báu trân châu chuỗi ngọc đủ thứ vật lạ, thì chúng đó cúng dường đức Phật xong đồng thời nói kệ. Đức Phật hành khổ hạnh vì lợi ích thế gian, khi sinh đời mặc tế vì chúng chớ bỏ đi, làm cho nhiều Phật sự trời người chấn đắc ích, ở lâu khai thị pháp độ ba cõi thế gian, có hành hạnh thanh tịnh thành tựu bình cam lộ, vì con khởi từ bi cứu khổ ách thế gian trong đùm hoang xáo nẻo, sinh tử mất chánh đạo, vì họ bày đường thiện dạy thánh pháp giải thoát, bi này tối hư hữu, nguyện đại giác trụ lâu, chuyển pháp luân vô thượng cho khiến đời không nương. Các vị trời khác nói kệ: đạo sư, nếu diệt hết thế gian đều tối tâm, tám thánh ba giải thoát ở đây thể đều động đều không, chúng con đại giáo thiền ba nghiệp chẳng buông luôn, tất cả vui tròn đủ trụ lâu tạng công đức. Lúc bấy giờ lại có chúng của trời tịnh cư cùng với quyến thuộc của họ, nhiều vô lượng vô biên hàng ức na cha ta tập hợp ở một chỗ, họ đều bảo lẫn nhau và nói kệ: các ông chớ sợ Phật không bại, ứng với đại giác và rõ ràng, ta nhớ thời xưa thân cận Phật, có dục có câu chi ma quân đầy khắp 36 giờ tuần, bố bé kiếm sát cùng đeo kích, thổi mạnh nhanh chóng như mây tuôn, ma chúng hùng mạnh tiếng đáng sợ. Đến cây bồ đề đều chạy tan, trị trong giây lát đều kính sợ, hôm nay quả tròn danh vang lần, bọn chúng làm sao tạo chướng ngại. Có các trời khác cùng nhau buồn khóc nói kệ: xưa một quân ma không lực lớn, nay thế lực ma đủ ngàn ức, đến hạ Như Lai định không nghi, Phật nếu diệt mất đời tâm tối, bây giờ phạm vương đế thích các đời hội thế gian đều đảnh lễ dưới chân Đức Phật nói kệ: do con tiểu trí khuyên Phật trụ, theo lời chúng con mà xót thương vô lượng chư thiên lo lửa đốt, nên vì bọn họ mới pháp tuôn. Lúc này Đức Thế Tôn dùng mắt đại bi quan sát khắp tất cả thiên chúng, đồng đến phát ra tiếng diệu phạm đủ lòng an ủi khắp, nói kệ: các ông chớ sợ nay vô ý, tất cả ma chúng cùng lúc đến, bọn chúng chẳng thể đồng hại Phật, chỉ một sợi lông huống là tân. Ta nay an ủi tất cả chúng, thường nói diệu pháp ở thế gian, ta đối với kẻ đánh mất đạo sẽ đồng phân biệt bày chánh đạo. Xưa ta đã làm việc khó làm khó, rộng thế chúng sinh đồ uống ăn, phòng nhà thuốc thang chẳng thiếu thốn, nay có thể não loạn ta, ta bỏ xe cộ cùng voi ngựa, đồ báu trang nghiêm cũng như vậy, nô tỳ thành quách và xóm làng, ai có thể não loạn với ta, ta thiếp trai cái cùng quyến thuộc, ái trọng với vị từ tài vương, ta ba nhiều lợi ích chúng sinh, sao nơi thân ta phải hoại tan. Đầu mắt và tai mũi, tay chân da máu thân, để mạng cho chúng sinh, ai não loạn được ta, do lượng câu chỉ Phật, từ tay ta cúng dường, tương ưa giới đa văn, ai có thể phá ta, làm vô lượng việc khó, thường hay nhiếp phục tâm, các khắp thân chẳng giận, ta nay ai não loạn. Phiền não đã lui thành chánh giác, tự tâm bình đẳng với chúng sinh,
Mãi không ganh ghét và nóng giận. Không có người như ta hiện tiền. Ta có đủ sức phá ma, đẩy lùi vô lượng câu chi ma. Quyết định cùng ông làm giải thoát. Vì sao sợ sợ chẳng vào thành? Tất cả mười phương cùng cõi này, nhờ đất nước Phật trụ ở đây, ta thành tất cả những vị đó và chúng Bồ Tát Đại Tần Tông. Nguyện khiến thế gian đều đầy khắp và dùng phước trí xong thế gian, cùng họ trú như phép thuật Phật trú, cùng giữ chỗ tùy thuận chư Phật. Lúc bấy giờ có vô lượng trăm ngàn vạn ức na cho ta a tăng kỳ trời rồng dạ xoa atula kalola khẩn đó la ma hầu la già nhân phi nhân cùng với đại chúng trong pháp hội và đồng thanh xuống lên. Hãy thay rồi họ lại nói: Nam mô hy hữu chưa từng có vô số tinh tấn cụ túc như đức Thế Tôn hôm nay. Nam mô Nam mô đại hy hữu chưa từng có vô số tinh tấn cụ túc như đức Thế Tôn hôm nay. An ủi tất cả trời người và các loài chúng sinh đều mong được độ thoát, đánh lùi các ma chúng, diệt tan cáu bẩn phiền não của chúng sinh, phá tan núi ngạ mạn, chặt đứt cây thọ sinh, đập nát mặt trời sinh tử, trừ diệt bẩn tố vô minh, khởi sinh niềm tin cho ngoại đạo, làm cạn nước bốn dòng chảy, thắp lên đuốc chánh pháp, bày ra đường bồ đề, trao cho chúng sinh nhẫn nhục nhu hòa, tan mùi diệu dụng, so với niềm vui thiền định, khi cho khắp kẻ đều hiểu rõ bốn thánh đế đạo, đạo sư đại bi rộng độ chúng sinh ở trong biển sinh tử, dẫn những trời người vào thành vô ý. Những trời người Atula đều dùng đủ thứ hương hoa vi diệu của trời, hương xoa bột thơm, tạp bảo, vòng hoa cài tóc các vật trang nghiêm tung lên trên Đức Phật. Vì cúng dường Đức Phật nên họ quét dọn trang hoàng đường lớn hẻm nhỏ, dùng áo báu trời, diệu hoa trời, theo lùa trời che khắp trên đường. Họ lại mưa xuống hoa mạng đà la, hoa ba lô sa, hoa ca lô già, hoa đại lô già, hoa ưu bát la, hoa câu vật đà, hoa phân đà lợi. Được thứ hoa sen được bày theo bước đi của Đức Phật. Hai bên con đường ấy, hoa đa cây trời với cành lá, hoa trái, được dùng bảy báu mà trang nghiêm. Trên cây bảy báu lại hiện ra đủ thứ áo báu đẹp của cõi trời. Mũ trời, vòng ngọc đeo tay, vòng báu đeo tay, đồ trang sức nghiêm trang. Trong vùng những cây đó, có ao hoa trời, giáp vòng bốn bờ ao ấy, toàn là bảy báu. Trong ao, nước trong mát ngọt lành đầy đủ tám đức. Mọi thứ hoa sen báu và những loài chim kêu, tiếng vi diệu đủ màu sắc xen lẫn tràn đầy trong ao ấy. Những thiên chốn đó cúng dường Đức Phật, nên ở trong hư không, mỗi vị đều cầm cờ phướng bảy báu và lông báu, trang hoàng bằng đủ thứ giấy vàng, lụa bóng, trân châu, chuỗi ngọc. Lại mưa xuống những mạt vàng, mạt bạc, mạt tỳ lưu ly và tung lên những hương bột trầm thủy, hương bột đa già la, hương bột hát chiên đà. Hương lá đa ma la lại mưa xuống những hương thơm ngô đầu, hương lai, dạ, chiên đà, đủ thứ hương bột đã khắp trên đường. Lại mưa xuống dây vàng đang nối với chuỗi ngọc trân châu, chuỗi ngọc mani, chuỗi ngọc y như ý với bày rực rỡ trong hư không, theo gió xoay vần trên những con đường trong ngoài thành ấy, đều dùng được thứ đồ trang nghiêm của trời mà trang sức. Cho đến trong thành ma và quyến thuộc cũng dùng đồ trang sức, đồ trang nghiêm diệu bảo của trời mà nghiêm sức các con đường. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thương xót tất cả chúng sinh, nên liền vào tam muội tuệ lăng nghiêm, tâm tịch tỉnh, vì đã vào định. Đức Phật bước đi từ từ ở trên đường, hiện ra nơi sắc thân, đồ thế vi diệu, tu thúc uy nghi, quang minh hiếm có. Ở giữa đường bên trong thành ấy, Đức Thế Tôn đứng ngay thẳng, khiến cho tất cả chúng sinh trên đường đó đều thấy thân Phật. Nếu có người tạo phạm thì ứng dùng thân phạm để được giải thoát. Nếu Đức Thế Tôn liền hiện thân phạm mà hóa độ họ, nó có người thời đã thích, ứng dụng thân đã thích để được giải thoát. Đức Thế Tôn liền hiện thân đã thích hóa độ họ. Nếu có người thời nó lai duyên, ứng dụng thân nó lai duyên được giải thoát. Đức Phật liền hiện thân nó lai duyên hóa độ họ. Nếu có người thời ma thủ la, ứng dụng thân ma thủ la để được giải thoát. Đức Phật liền hiện thân ma hê thủ la, độ thoát họ. Nếu có người thời trời tối tiên vương, ứng dụng
Tân trời Tổ Tiên Vương đã được giải thoát. Đức Phật liền hiện tân trời Tổ Tiên Vương hóa độ họ. Nếu có người thờ chuyển luân thánh vương, ứng dụng luân thân chuyển luân thánh, chuyển luân vương đã được giải thoát. Đức Phật liền hiện thân chuyển luân vương hóa độ họ. Nếu có người thờ các tiểu vương, ứng dụng thân các tiểu vương đã được giải thoát. Đức Phật liền hiện thân các tiểu vương hóa độ họ. Nếu có người thờ bậc đại thần thông, có người thờ sa môn, có người thờ đồng nam đồng nữ, phụ nữ thì Đức Phật đều hiện những thân đó mà hóa độ họ. Thậm chí có người thờ sư tử, thờ rồng, thờ voi, thờ thỏ, thờ Atula, đủ loại thân. Những chúng sinh đó ứng dụng uy nghi sắc tướng của những thân đó được giải thoát. Đức Như Lai đều hiện những hình tướng đó mà hóa độ họ. Khi Đức Thế Tôn thể hiện đủ tướng như vậy thì tất cả chúng sinh đi trên đường thấy việc đó rồi để chắp tay lễ bái sát đất, khen ngợi bái quanh Đức Như Lai được điều chưa từng có. Nếu có người thờ voi, thờ rồng, thờ Atula, cho đến nếu có người thờ thần thỏ thì những chúng sinh đó liền thấy Đức Như Lai đồng hình tướng thỏ đang uy nghi ở trên đường mà đi. Nếu có chúng sinh thờ Phật thì những chúng sinh đó liền thấy Đức Như Lai đúng như uy nghi của Đức Phật đang ở trên đường mà đi. Những chúng sinh đó đều chắp tay khen ngợi lễ bái, cùng nhau đi theo sau Đức Phật. Lúc bấy giờ, thiên nhân quan về ở núi tuyết cùng 500 lựa chúng của ông bị sự điều khiển của ma để đến thành phương xa, đến chỗ Đức Phật. Khi đó, quan vị còn ở bên trong cửa thành đứng đợi Đức Như Lai, thấy thân Phật giống như người tiên, uy nghi hình tướng, hiện phát trang nghiêm, và thấy vô lượng trăm ngàn con chi chư thiên vây quanh cúng dường. Thấy việc đó rồi, ông liền khởi ý niệm, người này quả là đại tiên nhân, có sự gia hộ lớn, đáng thờ sự cúng dường tối thượng của người trời, và hiện ra tất cả thân phận trang nghiêm như bậc thánh trí. Hai người chúng ta ai là tối thắng, trí tuệ ai hơn? Ta hôm nay làm sao rõ biết? Ông lại khởi tiếp ý niệm, ta nên đến gần mà hỏi, do loài nào sinh ra, do dòng họ nào, thọ trì những gì, do chí nguyện gì, do những hạnh nào. Thế nhân quan vị từ quan sát hội chúng nói kệ, nay thấy đa văn phước đức lớn, người trì đại hạnh bậc ân cúng, thường trì thiền đạo Đức Mâu Ni, trí đại nhẫn, nghĩa pháp đầy đủ, các ông tất cả lòng ân cần, dùng đại phương tiện luôn cúng dường, ta phải đến bậc công đức ấy để nghe giả nói qua bờ kia. Bây giờ tất cả đồ chúng Maha Mana Bà của quan vị đều đồng thanh nói lời như vậy. Đúng vậy thưa đại sư, đại sư nên làm như vậy. Thế nhân quan vị cùng các quyến thuộc kéo đến chỗ Đức Thế Tôn, đến trước Đức Phật rồi họ chắp tay đứng thẳng nói như vậy, nay ngài là ai? Đức Thế Tôn đáp, ta là Bà La Môn. Thế nhân lại hỏi, họ ngài là gì? Đức Thế Tôn đáp, họ ta là Cù Đàm. Thế nhân lại hỏi, chí ngài thích gì? Đức Thế Tôn đáp, ba cửa giải thoát. Tiên nhân lại hỏi, ngài làm những hạnh nào? Đức Thế Tôn đáp, ta hành chân như tế. Tiên nhân lại hỏi, ngài xuất gia bao lâu rồi? Đức Thế Tôn đáp, lâu như sự khởi lên của vô minh kia, ta nay xuất gia cũng là như vậy. Tiên nhân lại hỏi, như vậy đại tiên là tinh tú, ấn hiện như điều minh ký đều tụng vài chăng? Đức Thế Tôn đáp, như sự bình đẳng ấy ta chẳng quên giữ. Đó là đó sở hữu gì, có gì kiên cố, như tướng này thì trí thế gian biết. Tiên nhân lại hỏi, gì muốn khiến cho những người trí tuệ sinh lòng hoan hỷ nên nói lời nói này? Đức Thế Tôn hỏi, sao gọi là tinh tú? Tiên nhân đáp, chỗ nương tựa của 28 vì sao, mặt trời mặt trăng chuyển theo mà đi, mỗi một đều nương theo 8 ngón tay nằm ngang của người ấy, lấy làm phép đo lường. 12 lần 8 ngón đó dùng làm phép đo lường thân, dùng một lần 8 ngón ấy để đo lường đảnh, dùng một lần 8 ngón để đo lường bàn chân, 14 lần dùng 8 ngón như vậy. Ngài nên biết đó là phép đo lường tinh tú, hiểu được như thế này thì không có phép khác, mỗi một đều tùy theo người ấy. Có chỗ ghi từng nấm vào để làm định pháp, nếu chẳng vậy thì xin Đại Môn Đi lắng nghe, tôi nay sẽ nói về việc tinh tú.
Người sinh nhầm sao Mão thì ở bên phải, phía phải của mặt, ngang xuống chừng bốn ngón, có núm đỏ đen trên núm có lông. Người ấy trí tuệ vạn lần, kết tụ tại lộc, thế lực tương ứng rất lớn. Người sinh vào xâm nhầm sao Mão thì có tướng như vậy. Người sinh nhầm sao Tất thì trên thân có vết chừng độ bốn ngón. Người ấy sáng suốt chân thật, lòng thượng giữ pháp, có trí tuệ biết xấu hổ và kết tụ tại lộc đầy đủ. Ở mọi lúc lòng thường dũng kiện, có thể đánh thắng oán địch. Người sinh nhầm sao Sầm thì dưới cổ trước chừng bốn ngón có vết đen. Tính người ấy dũng kiện, có tụ tạo lọc đầy đủ. Người sinh nhầm sao Chủy thì từ đỉnh trở xuống, đầu một gan tay gan rưỡi tay, bên trái có núm. Người ấy tính nhiều sân si mà vẫn có kết tụ tạo lọc. Người sinh nhầm sao Phú Na Bà Tô thì ở dưới hông trái có vết đen. Người ấy của cải lúa gạo đầy đủ mà thiếu trí tuệ. Người sinh nhầm sao Phú Sa thì có tướng tối thượng, trong tay có luân tướng giống như vầng mặt trời, thượng diệu đoan chánh, tướng tóc sáng về bên phải, tất cả luân trụ trên thân để viên mạng có thể phá phiền não làm đại đạo sư. Người sinh nhầm sao A Thất Lệ Sa thì ngực có vết đen, ở đấu tranh phạm giới khó cùng ở chung, tính nhiều dâm dục. Người sinh nhầm sao Mạc Già thì hoặc ngực hoặc lưng có bướu nhỏ, người ấy là thiền trưởng phu có thể theo đúng pháp hạnh mà lại nhiều của cải. Người sinh nhầm sao Sơ Phá Cầu thì bên phải hoặc bên trái rốn ác phải có vết, người ấy nhiều keo kiệt chất điểu. Người sinh nhầm sao Đệ Nhị Phá Cầu dưới rốn bốn ngón, nếu thấy có núm thì có tụ tài lộc, thế giới đều tan mất. Người sinh nhầm sao A Tát Đa thì dưới cửa rốn phải có núm đỏ. Người ấy tính ưa làm giặc, vua nịnh, ít trí thông minh, phước mỏng. Người sinh nhầm sao Chất Đa La thì trên âm căn ra hai cái sẽ có cái núm. Người ấy tính thuần trực, nhiều ái dục, ưa ca múa. Người sinh nhầm sao Thác Bà Đễ thật là đầu nam căn hoặc ở dưới căn có sinh núm vàng. Người ấy thọ nhiều, tính tham sân, làm não đại chúng, không có trí tuệ. Người sinh nhầm sao Tô Sát Hư thì từ háng trở xuống đồ tám chỉ bên trong tùy chỗ có sinh đấm đỏ. Người ấy có quyến thuộc đầy đủ, có nhiều tôi tớ ở địa vị khanh tướng, thông minh biết xấu, dũng kiện mưu lược quả quyết, có thể làm quán địch lùi bước, thường thọ an vui, bàn chung sinh lên trời. Người sinh nhầm sao A Nô La Đà thì từ đầu gối trở lên tám ngón bên trong nó có bướu nhỏ, thì người đó trì giới của pháp, có tụ tài lộc đầy đủ. Người sinh nhầm sao Thể Sắc Ra thì bên trong bắp vế có núm. Người ấy chất yểu, nghèo cùng phạm giới, ít lòng từ, bị người cánh ghét. Người sinh nhầm sao Mộ La thì trên vế phải có vết nhỏ, người này có phước đức mà chống tiêu diệt. Người sinh nhầm sao Sơ A Sa Trà thì đầu gối có núm, người này tính ưa xả thế, có thể biết đạo pháp mà chung sinh lên cõi trời. Người sinh nhầm sao Đệ Nhị A Sa Trà thì ở trên cẳng chân phải có nấm xanh, người này tính ưa đấu tranh với người, chẳng nương cậy, chẳng tính thọ. Người sinh nhầm sao Thất La Bà thì ở trên cẳng chân phải nhất định phải có hai nấm. Người này tuy giàu có tụ tài lộc, toàn thân không bệnh, được sự yêu thích của mọi người, mạng chung sinh lên trời. Người sinh nhầm sao Đà Nhĩ Sắc Ra thì trên cẳng chân có nấm, người này nhiều sơn ít tham thì có trí tuệ mà không kết tụ tài lộc. Người sinh nhầm sao Xá Đa Tỳ Xa thì từ gối trở xuống 16 ngón bên trong có nấm đen, người này tính ngu si, bị chết chìm, sinh bèo. Người sinh nhầm sao Đệ Nhất Bạc Đà La Bạc Đà thì từ chuẩn gối cong trở xuống nội trong 8 ngón, trên xương đùi phải có vết, người này làm cho người khác sân não, ngu si, bần cùng, ở làm đạo tặc. Người sinh nhầm sao Đệ Nhị Bạc Đà La ở bên trong khổ hổ khẩu với có núm con, người này ưa bố thí trì giới, nghĩ sức nhớ lâu, có trí tuệ, có từ bi, tính không sợ sợ. Người sinh nhầm sao Lệ Bà Đễ thì người đó tự sinh sống bằng sức của người tôi tớ. Người sinh nhầm sao Thấp Thì Nị, người này thấp kém, tự nuôi sống. Người sinh nhầm sao A Thấp Thì Ni
du ngón chân cái có nấm xanh, thân không bệnh não mà thường có sức mạnh lớn. Người sinh nhằm sao và lên đi, thì ở dưới bàn chân có nấm con. Người này thọ tính không từ bi, ưa làm tay đồ tể, phá giới, hành động ác, chết vào địa ngục. Như trên đã nói, đây gọi là việc tinh tú. Nhờ đấy mà được biết tính hạnh giàu nghèo, tốt xấu của con người. Nếu biết điều này thì có thể khiến cho chúng sinh đến với bờ kia. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo tiên nhân: đó là sự thấy của kẻ phàm phu ngu si, nương theo tâm chấp trước, đủ ở hành phân biệt. Sự thấy của phàm phu là hư vọng, nóng nảy, bệnh hoạn như loài chó, rắn, cá, rùa kia. Nếu trong số đủ các loại chúng sinh còn lại kia mà sinh nhầm sao phú xa này, thì họ chẳng phải là được phần vô thức sao? Như thần thông của ông đã được định giải thoát, ta là có thể vì tất cả mà chỉ rõ điều ấy. Ông này vì sao chẳng hỏi? Tiên nhân quan vị phát sinh đại quan hỷ, lợi dụng kệ khen ngợi: tiên nhân hình tướng người, con thấy tướng tối thượng, chẳng biết dòng họ ngài là trời hay là người. Pháp âm thanh nói năng giống như trời đại phạm, giữa hành trì sắc tướng, không lâu như tướng tiên. Chỗ chẳng thấy ngày xưa tướng môn đi đầy đủ, nào sở thuyết sở sư, sư ngài nói tính vậy. Đức Thế Tôn liền dùng kẻ đáp tiên nhân: chẳng biết bờ đây đó, nếu có tướng lập nên, bị buộc tất cả khổ, ông phi Phật giải thoát. Tánh ta là sáu độ, sáu thông bà la môn, nói sáu pháp hòa kính, sáu căn tu phân biệt, ba pháp ba giải thoát, bình đẳng biết vô ngã. Khi phát tâm bồ đề, lúc đó ta xuất gia. Tướng ta chẳng thể được, khéo tu nơi vô tướng, không người không thọ mạng, biết vô ngã cũng không, ba thọ ba pháp hành, phân biệt tu chỗ không. Ta khoa trí bờ kia, đây nói không ai bằng, không sợ trước như không. Tác giả tâm bồ đề, đầy đủ những lực đó sẽ được trí như trên, chẳng chấp trước các pháp, người được báo cũng không. Thuận hiểu như vậy, bồ đề chẳng khó đắc, chẳng lập nơi các pháp và chẳng nương đây đó, phân biệt tu chân đế chân tế, đấy sẽ được thế tôn. Không tướng không tướng tưởng, rời nơi chỗ sở đắc, các pháp phi hòa hợp, đấy sẽ được Như Lai. Ông bỏ những tướng ấy, từ tâm mê cũng bỏ, ông hiểu như hư không, như vậy sẽ được Phật. Khi Đức Thế Tôn nói bài kệ này, trong lúc chưa gián đoạn, tinh nhân quan vị cùng các vị quyến thuộc thấy hình tượng uy nghi của Đức Thế Tôn trở lại như Đức Phật đã trụ, liền đạt được sự nghĩ nhớ. Họ tự nhớ ra thuở xa xưa những giáo trần căn lành mà được như hiện giờ. Tinh nhân quan vị liền được Bồ Tát Tam Muội tên là Bảo Tinh, nhờ sở sở đắc Tam Muội nơi Bồ Tát Tam Muội, làm cho tất cả đều quan sát thấy. Như tại kéo tràng thấy tất cả Tam Muội sở đắc tất cả cảnh giới tự tại, không có sự ràng buộc lệ thuộc, chẳng nương theo sở thế của người khác, không người nào không nào người có thể hủy hoại, không người nào có thể đoạt lấy. Tiên nhân quan vị liền ở trước Đức Phật, chắp hai tay dâng hoa, dùng kệ khen: vô biên khen nói thật, thế gian khéo cậy nương, Như Lai mắt tuệ sáng, rồi tất cả chúng sinh vượt lên trên chúng sinh, tinh tấn luôn từ bi, cuối lại đấng kiên cố, đạo sư hết các chấp. Ánh sáng màu vàng tía chạm chúng sinh mát mẻ, hiểu tất cả chúng sinh chúng nhờ công đức bồ đề, vật Phật chuyển bánh xe pháp, hay phá núi não phiền, làm xong việc sau cùng, trí bồ đề nay được thầy thuốc trong chúng sinh, tướng chân thật trang nghiêm. Nói ta sẽ đắc Phật, đạo sư trong chúng sinh, cắt đứt những lưới ái, độ mình, độ chúng sinh. Từ lâu được Phật ký, làm bậc trên cõi người. Chúng sinh khổ trôi nổi, bị hiệu khiến đưa xa, chỗ niết bàn yên ổn, đạo vô lậu an lập, sở hữu mười phương Phật, công đức như biển lớn. Ngài vì con làm chứng, hồi hướng bồ đề tâm, tất cả các chúng sinh ác não khổ cùng, khổ cực cùng, ba đời già phước đức, do thân miệng ý con
và tất cả sanh chúng khổ diệt vui thành Phật. Chúng sinh tròn đủ khắp được thường trụ niết bàn, bệnh chúng sinh tịch diệt. Nước phiền não khô cạn, các căn được trí tuệ, tự tánh thường vững bền, chúng sinh đến xứ chết và chịu khổ buộc tràn. Nhờ ánh sáng phước đức khiến mong giải thoát pháp, mỗi một chúng sinh giới được công đức như biển, được phước trí vô lượng, tất cả vui tròn đầy, bỏ những ác kiến đó, chánh kiến mau thân cần, nghĩ nhớ chỗ đời trước, chúng sinh được pháp hành, tất cả được thuyền pháp, sang đến bờ biển kia, đã qua bờ ấy rồi, được tất cả pháp Phật, trụ lâu vô lượng kiếp, mưa pháp vũ khắp cùng, nước thanh tịnh mây pháp, để sạch các chúng sinh. Nếu mọi việc làm ác của thân miệng ý con phát lộ tất cả xin Đức Phật chứng minh. Con xin lòng kính trọng, nghiệp ác lại không làm, Phật chẳng thể nghĩ bàn, thường được thấy hiện tiền nếu có một phước đức, hồi hướng vì Bồ Đề. Con bị các sinh chúng nhớ chịu mọi khổ nạn, con khuyên các chúng sinh hành Bồ Đề thượng đạo, thanh tịnh các cõi kiếp, cùng biện trí chúng sinh. Con được gọi thanh tịnh theo đó chứng Bồ Đề, được đồ chúng thanh tịnh, tình nhẫn trụ cái địa, quyết định năm thần đạo, con được sư tử thuyết chỉ bày trí vô trước, đạo sư thật cái con khi định đã đắc Phật, điều hữu tất cả pháp, hoa con tôn lên cúng thành lộng hoa trong không, những chúng trời người rồng tất cả đến làm chứng, con đành lễ Thế Tôn khiến đại địa chấn động. Lúc bấy giờ hoa của thiên nhân quan vị tung lên đều trụ ở không trung gần trên đảnh Đức Phật, hợp là một lộng hoa. Thiên nhân quan vị thấy việc này rồi, dưới ý bội phần, không hy vọng gì khác nữa. Ông phát sinh sự ái lạc đệ nhất, hoan hỷ vô cùng, để cúi đầu hai gối quỳ xuống đất, làm lễ dưới chân Đức Thế Tôn. Khi đại tiên quan vị lễ dưới chân Đức Phật, thì ngay tức thời không gián đoạn, tất cả tam thiên đại thiên thế giới có sáu cách chấn động, và có đến vô lượng a tăng kỳ trăm ngàn câu chia nơi cho tha chúng sinh của những thế giới đó đều đến tập hội, tất cả đều bi hỷ phát sinh lòng kinh ngạc chưa từng có. Lúc đó Đức Như Lai tùy theo sự thấy biết của các chúng sinh đó thì hiện đủ thứ thân, kẻ ân dùng hình voi để giáo hóa, liền thấy Đức Như Lai như hình voi đó mà sinh lòng yêu thích. Họ lại thấy hoa của vị đại tiên nhân đã tuôn lên trụ trên hư không, biến thành lộng hoa và đại địa chấn động. Đã thấy điều này, họ sinh lòng hy hữu gấp bội, để đến chỗ Đức Thế Tôn là lễ dưới chân Đức Phật. Có chúng sinh ưng dùng thân Phật để giáo hóa, họ thấy Đức Như Lai như thân tướng của Phật, phát sinh lòng hy hữu. Lúc đó Đức Thế Tôn liền ra khỏi định, tham mùi tù lăng nghiêm an tường đứng dậy. Vô lượng chúng sinh đã được giáo hóa đều thấy Đức Thế Tôn, không còn mong cầu gì khác nữa, đều rất vui sướng, phát sinh lòng yêu thích, đều như sợ đất, và ban tràn hoa y phục hương bột hương xoa, các đồ trang nghiêm tung lên cúng dường. Bây giờ, Đức Thế Tôn nói kệ tọa ký tiên nhân quan vị, mau đứng nghe tọa ký. Hôm nay đạo sư nói, đã tiến được Bồ Đề, bất động một lòng hoa, đứng lại trong hư không, gia hộ không ai bằng, không được lượng túc tôn, lợi thế gian tự tài, Phật có phước vô biên, bờ cõi ngang hư không, kiên cố trong ba cõi, đèn pháp soi thế gian. Lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Quán Vị liền ở trước Đức Phật cung kính bạch: Thưa Thế Tôn, con được cõi Phật giống như những tướng nào? Ở cõi đó chuyển bánh xe đại pháp. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo Quán Vị: Đời Vị Lai trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp, ở địa phận phương Bắc có thế giới tên là Khai Phu Hương, có đầy đủ các tướng trang nghiêm như ở thế giới An Lạc ở phương Tây. Này Thiện Trường Phu, ông sẽ ở cõi Phật đó được cho thưởng cho đại chánh giác, hiệu là vô cấu hương quang tán như lai, ông cũng chế biến tri minh hạnh túc tiền thể tới gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ mạng trong 10 kiếp, chỉ gồm có các đại bồ tát, không có thanh văn bất chi phật, tuần nói về đại thừa thanh tịnh vô thượng. Đại chúng nghe Đức Thế Tôn thọ ký cho thiên nhân quan vị xong thì đem đồ cúng dường mang theo cúng dường cho tiên nhân. 500 ma na bà và 92 na do tha trăm ngàn câu chỉ chúng sinh đều phát tâm vô thượng cho đại chánh giác, nhận được tam ma đề của Bồ Tát, chẳng quên tâm Bồ Đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kinh báo tin Đà La Ni quyển 4, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đời tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.